Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình là Hỏi Xuyên TV đây. Thì hôm nay mình ra clip hơi chởi á mọi người, tại vì mình có việc bận á. Thì hôm nay là nhà phát hành đã đưa ra một cái gói mới nè mọi người, đó chính là cái gói mà hồi lúc đó mình có nói nè. Thì ở trong cái gói này á, nó có một cái cung tên nè mọi người. Nhưng mà cái gói này là dành cho nữ nha các bạn, tại vì là mình mua để mà mình review cho tất cả các bạn coi á, với lại là mình cũng muốn có một cái mũ với lại cái cây cung luôn á mọi người, cho nên là mình mới mua á. Thì đây nè mọi người, thì bây giờ là mình sẽ nhận cái cây cung này nha. Đấy, thì nếu mà các bạn nào mà mua cái gói này á thì các bạn sẽ phải cài cái điểm dương miệng mới có được những cái món tiếp theo nha mọi người. Tại vì đặc điểm của cái gói VIP Pass đó mọi người là mình phải cài điểm vương miệng thì mình mới nhận được đồ. Cho nên là mấy cái món đồ mà nó ra rất là nhiều món nhưng mà nó lại bán rẻ là cái như vậy á mọi người. Thì bây giờ là mình sẽ test cái cây cung nha mọi người. Để coi là mình sẽ bắn nó hết để mình coi mình sổ tiền là bao nhiêu nha mọi người. Thì cái này mình chỉ chơi được có 20 lần thôi nha. Rồi các mọi người ơi, thì sau khi mình đã bắn xong á thì mình sẽ sửa nó là bằng 100 xu nha mọi người. Mình thấy nó khá là rẻ á. Tại thì bây giờ mình sẽ mở cái mũ ra nha mọi người. Thì mấy cái kia là mình kiểu như là mình hết kim cương, với lại là mình cũng chơi game ít đó, cho nên là cái điểm vô miệng của nó khá là ít đó mọi người, cho nên là mình không có mở được mấy cái món tiếp theo. Nhưng mà mình sẽ mở mấy cái món ban đầu để cho mọi người coi nha. Thì đây chính là cái mũ của nó nè mọi người, mình thấy nó khá là hợp với đẹp luôn. Thì mấy bạn nam với mấy bạn nữ đều hợp nha mọi người. Rồi thì bây giờ là mình sẽ chơi từ trò chơi để mà mình cài cái điểm dương miệng nha mọi người. Với lại là mình sẽ nói một cái này để cho mọi người nghe nha. Thì trong ngày mai mình sẽ làm một cái clip cụ thể nói về cái cuộc thi mà nhà phát hành đưa ra nha mọi người. Với lại là mình sẽ đưa mấy cái hình ảnh mà mấy bạn fan của Play Together vẽ mấy cái bộ trang phục đó mọi người, rất là đẹp luôn, và mình đã có lưu lại rồi. Thì ngày mai là mình sẽ cho tất cả các bạn coi nha. Thì nếu như mà bạn nào không hiểu là cái cuộc thi này nó diễn ra để là nhằm mục đích gì á, thì mình sẽ nói là kiểu như là nhà phát hành á thì lâu lâu á sẽ tổ chức ra một cái event để cho mọi người có thể là tham gia, kiểu như giống như là cái event mà mình đang nói nè, đó chính là thiết kế trang phục, là các bạn sẽ vẽ một cái con nhân vật có một cái bộ trang phục theo cái ý tưởng của mình. Nếu mà kiểu như là được nhiều like hay là kiểu như là nhà phát hành thấy hợp á mọi người, thì nhà phát hành sẽ lấy cái bộ đồ đó và bán ở trong game luôn, và bán giá bằng kim cương nha mọi người, giống như là cái bộ sói da ca vậy đó. Đó, thì nếu như mà ai có kiểu như là có tài năng thiết kế á, thì các bạn có thể là tải mấy cái app mà vẽ về rồi các bạn vẽ mấy cái bộ trang phục đó nha. Thì mình chưa có biết nhiều app á, cho nên là mình cũng chưa có ra video để mà mình chỉ cho các bạn cụ thể được. Thì đây nè mọi người, đây chính là cái cuộc thi thiết kế trang phục Play Together lần thứ 2 nha mọi người, đã chính thức được khởi động. Thì rất là nhiều tháng rồi thì nhà phát hành mới mở lỡ mọi người. Nếu bạn muốn tác phẩm thiết kế của mình được ra mắt trong Play Together, còn chần chờ gì nữa thì hãy bắt tay thực hiện cái bản thiết kế ngay thôi nào. Chúng tôi rất mong chờ những ý tưởng thiết kế độc đáo sáng tạo của các bạn. Thời gian sự kiện là ngày 21 tháng 3 năm 2022 cho đến là ngày 4 tháng 4 năm 2022 và lúc 8 giờ. Thể loại tham gia: thứ nhất là các bạn sẽ thiết kế một bộ trang phục mà bạn mong muốn, kiểu tóc nè, biểu cảm khuôn mặt nè, mũ nè, áo nè, giày, váy, giày, túi xách, kính, đồ phụ kiện trang trí, màu da, vân vân. Cái thứ hai là các bạn sẽ điền tên cái con nhân vật của các bạn ở góc trên, ở phía bên phải của bản thiết kế.
Và cái thứ ba là các bạn sẽ điền và nộp Google Form, có nghĩa là bạn sẽ đăng cái ảnh đó lên. Đó, thì ở đây có một cái đường link nè mọi người. Thì nói chung là ngày mai mình sẽ ra một cái clip cụ thể để mình nói về cái cuộc thi này nha. Với lại là mình sẽ đưa cho các bạn coi mấy cái bản mà thiết kế của mấy cái bạn kia để cho mọi người có thể là tham khảo. Kiểu như là nhìn bộ đồ của mấy bạn kia thì các bạn cũng có thể là nghĩ ra được mấy cái ý tưởng mới của mình hơn nhiều hơn nữa. Đó, nói chung là như vậy đó mọi người. Ok các bạn ơi, thì các video clip của mình ở đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem tới đây. Thì các bạn nhớ cho mình một nút like, một nút đăng ký kênh và nhớ ấn vào cái chuông này cho mình ra video mới là các bạn là người sẽ đầu tiên nha. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn các bạn trong những video tiếp theo của mình nha. Bye bye.